Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilee mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan căng người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế." Và bấy giờ ông Gioan chiều ý người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta." Biết trân quý phẩm giá được làm con Chúa. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa mở ra một công cuộc tạo thành mới. Từ đây lịch sử nhân loại bước sang trang mới của hành trình cứu chuộc. Tiếng Chúa Cha long trọng giới thiệu Chúa Giêsu: "Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha." Tiếng đó vẫn còn vang vọng trong chúng ta, vang vọng nơi các giếng rửa tội trong hội thánh. Bởi vì mỗi khi chúng ta lãnh phép rửa tái sinh, chúng ta cũng được trở thành con cái Thiên Chúa. Xin cho chúng ta ý thức và biết trân quý phẩm giá được làm con Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Và ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết sống cho xứng đáng là con cái Chúa. Trời cao tựa như sương mai đem lại mát tươi cho đời, tựa như muôn hoa đem lại hương thơm cho đời, tựa như dòng suối nhẹ ru tiếng hò khoan thai. Ân tình Chúa ru nhẹ đời con, ân tình Chúa như tiếng mẹ hiền, tiếng mẹ ru thì thầm như dòng sông đưa đời con nhẹ nhàng như thuyền nan êm lướt giữa dòng.